Thưa quý vị, nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam tại San Francisco và Houston. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng gặp mặt các cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, một địa bàn quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng nhà nước ta. Chủ tịch nước đánh giá cao sự đóng góp của ngành ngoại giao đối với thành quả to lớn đó, trong đó có các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Việt Nam Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện mang lại cơ hội hợp tác rất lớn giữa hai nước cả về kinh tế thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học sản xuất, tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa chất lượng cao. Chủ tịch nước mong muốn đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ nỗ lực thúc đẩy để sớm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác với phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc chủ tịch nước đề nghị cần góp phần mở rộng quan hệ việt nam với các tổ chức quốc tế tăng cường thiết lập các đối tác hợp tác nâng cao vị thế uy tín của quốc tế của việt nam